Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, khoảng 236.000 học sinh, sinh viên tỉnh Hòa Bình bước vào năm học mới 2024-2025. Các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương đã dự khai giảng tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 và chia vui với nhà trường. Năm học 2024-2025, trường tiểu học và trung học cơ sở Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn có hơn 830 học sinh, trên 90% cán bộ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn. Chất lượng giáo dục những năm gần đây có nhiều chuyển biến, tỷ lệ học sinh khá giỏi, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông ngày càng tăng. Cùng với trường tiểu học và trung học cơ sở Tuân Đạo, chất lượng giáo dục Đại Trà trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã có chuyển biến tích cực, thể hiện ở phổ điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, bình quân 3 môn toán, văn, ngoại ngữ đạt 4,41 điểm, tăng 0,87 điểm so với năm học 2023-2024, xếp thứ tư toàn tỉnh sau thành phố Hòa Bình, huyện Tân Lạc và huyện Lạc Thủy. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục dân tộc được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được tăng cường. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã đánh trống khai giảng năm học mới 2024-2025. Biểu dương những thành tích của thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Tuân Đạo và ngành giáo dục và đào tạo Hòa Bình đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy chính quyền dành cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, năm học này có ý nghĩa quan trọng là năm học đầu tiên thực hiện kết luận số 91 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị. Tôi mong muốn các cấp lãnh đạo, các thầy cô giáo tiếp tục thực hiện tốt nguyên lý giáo dục, học đi đôi với hành, nhà trường gắn với gia đình và xã hội, kiên trì thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, phát triển giáo dục số, giáo dục thông minh, giáo dục cá nhân, giáo dục sáng tạo, thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đồng thời trang bị cho học sinh các kỹ năng thiết yếu để thích ứng, học tập, làm việc hiệu quả. Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ giáo dục phải là tấm gương về đạo đức, tự học, tự rèn luyện, hết lòng vì thế hệ trẻ, đồng thời phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tâm, tận tụy vì học sinh thân yêu. Các em học sinh phải đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, kính thầy, yêu bạn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, cố gắng trau dồi đạo đức, chú trọng đến học lịch sử, văn hóa của quê hương Hòa Bình, của đất nước Việt Nam. Hãy luôn nuôi dưỡng ý chí vươn lên, hoài bão, ước mơ, khát vọng trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội, cho quê hương, cho đất nước. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, dành sự quan tâm đầu tư thích đáng cho sự phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn nhất của tỉnh. Tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã tặng 5 bộ vi tính cho trường tiểu học và trung học cơ sở Tuân Đạo. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình đã trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh nghèo vượt khó, nhà ở xa trường, trao 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một suất. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tỉnh Hòa Bình tặng 20 suất học bổng và 20 bộ đồ dùng học tập cho học sinh. Các cơ quan đơn vị cũng đã trao nhiều phần quà và các suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trao quỹ hỗ trợ xóa nhà tạm cho phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn.